rồi lại xuân. Tràng pháo tay vừa rồi của chúng tôi là tràng pháo tay để cảm ơn ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Bùi Hà My và các em thiếu nhi cùng với các nghệ sĩ múa đã đem đến cho chúng ta những giai điệu âm nhạc vô cùng tươi vui để chúng ta cùng hy vọng và những điều tích cực trong cuộc đời này.